Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một app ghép khuôn mặt thành video nữa đây. Ứng dụng Faceplay. Các bạn có thể tải ứng dụng này trên cửa hàng Shopee nghe các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ứng dụng lên và bắt đầu trải nghiệm nghe các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở Faceplay lên. Các bạn chọn ghép ta. Các bạn vẫn không chọn gì hết và ấn vào biểu tượng lùi lại trên điện thoại của các bạn. Rồi, đây là giao diện của ứng dụng. Có rất là nhiều biểu tượng nghe các bạn. Các bạn có thể trải nghiệm và tìm cái phù hợp cho mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một nhân vật để ghép ảnh nghe các bạn. Mình sẽ chọn nhân vật này. Sau đó mình sẽ chọn Re2You. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập. Các bạn có thể đăng nhập bằng Gmail hoặc là Facebook. Bây giờ thì mình sẽ chọn đăng nhập bằng Facebook. Tiếp tục ở đây mình sẽ chọn Add a File. Tiếp theo thì mình sẽ chọn lấy ảnh trong thư viện. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn Under Touch. Chọn cho phép. Xong mình sẽ lấy ảnh chọn sẵn. Ở đây mình chọn Confirm. Bây giờ thì mình sẽ chọn là ta marking. Tiếp tục mình chọn tri và tiếp tục xem quảng cáo để được sử dụng miễn phí nghe các bạn. Mình sẽ chọn chỗ đã cấp phần thưởng. Hiện tại các bạn đang thấy ứng dụng đang tự động ghép ảnh vào video ha. Các bạn đợi một chút thời gian. Rồi, như vậy đã ghép khuôn mặt rồi nghe các bạn. Để lưu về máy thì các bạn sẽ chọn chữ Save. Vậy là xong. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp ha. Xin chào.